thành tựu yên bác cho đại thọ. Ví như trăm ngàn môn thiền định, hoặc chúng ta gọi là trăm ngàn tam muội, động nguyên nhất tịnh. Tam muội dịch là chánh thọ, cùng dịch là thiền định. Vì sao nói không nhiều như vậy? Thiền định và chánh thọ đều nói rõ trong cảnh giới chúng ta có thể duy trì nhiều bất động. Lúc này họ là chánh thọ. Nếu sáu căn tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài mà khởi tâm động niệm, đó không phải chánh thọ. Nếu khởi tâm động niệm là rơi vào cảm